Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại kênh của mình. Ngoài những câu chuyện sức mạnh của Blast, quá khứ thật sự của Blast và Blast có liên quan tới Saitama hay không, thì hôm nay chúng ta hãy cùng xoay quanh câu chuyện bên lề một chút về anh hùng hạng 1 cấp S này nhé. Và chúng ta đều đã biết Blast đã từng cứu Tatsumaki, cùng với việc anh đã xuất hiện trong quá khứ của một số anh hùng trong hiệp hội. Blast đã được tác giả Murata tái hiện ở câu chuyện quá khứ Tatsumaki một cách rõ ràng về anh nhất. Việc anh tình cờ xuất hiện cứu lấy một nữ năng lực gia mạnh mẽ phải gọi là nhất nhì hiệp hội anh hùng, sở hữu một nguồn năng lực mạnh khủng khiếp đủ để chế ngự cả Psykos Orochi. Ngoài ra, Blast cũng biết khá nhiều về gia đình cô, thậm chí là cả về tương lai của cô. Cả việc Tatsumaki không phô trương sức mạnh của mình, không được thoát thân khỏi trụ sở nghiên cứu, Blast đều biết khá rõ, và còn rất nhiều ý đồ mà có vẻ như chúng ta cần phải làm một video phân tích kỹ hơn về chuyện này. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu tại sao Blast lại xuất hiện cứu Tatsumaki, liệu có phải là tình cờ hay không? Giả thuyết Blast chỉ tình cờ. Việc tình cờ chắc không phải là lý do khiến Blast biết nhiều về Tatsumaki đến như vậy, nhưng đây là một video giả thuyết mà thôi. Cho nên không thể không nêu lên những lập luận mà chúng ta nghĩ rằng là có thể xảy ra. Cũng có thể, trong một chuyến đi ngao du, anh tình cờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Tatsumaki và Blast đã vội chạy vào cứu cô bé. Hoặc anh đang trên đường đi xử lý một con quái vật xuất hiện tại trụ sở nghiên cứu và Blast cần phải tới hiện trường để giải quyết. Nhờ vậy mà cả hai người đã gặp nhau, Blast đã cứu Tatsumaki. Nhưng nếu xét kỹ, chúng ta có thể thấy Blast biết rất rõ về bố mẹ, em gái của Tatsumaki. Nếu nói là tình cờ thì làm sao biết nhiều về gia đình của cô ấy như vậy nhỉ? Vậy thì đây chỉ là một giả thuyết không phù hợp, nó không trả lời hết tất cả các câu hỏi. Thế nên chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết đầu tiên ngay từ đây và đến với giả thuyết tiếp theo xem nó có hợp lý không nhé. Giả thuyết Blast cũng từng là một trong những mẫu thí nghiệm của trụ sở nghiên cứu. Với một trụ sở nghiên cứu to lớn, nhiều đội ngũ nhân viên khoa học, y tế hàng đầu như thế này, thì việc tìm kiếm cũng như nghiên cứu về sức mạnh con người sẽ được săn lùng và đem vào đây để nghiên cứu phân tích. Và có khi, một anh hùng hạng 1 cấp S như Blast cũng từng là một vật thí nghiệm cho trụ sở này. Tuy nhiên với sức mạnh phi thường mà anh có được, cùng với sự trưởng thành, nên Blast đủ sức để thoát khỏi cái nơi oái âm này, tự mình tìm lấy cho sức mạnh của mình, thực hiện niềm ước mơ trở thành một siêu anh hùng như hiện tại. Quay trở lại với trụ sở nghiên cứu, chúng ta có thể thấy trụ sở này được xây dựng rất tách biệt, xung quanh đây là những rừng cây to, có thể là một nơi xa xăm khuất thành phố với ít người sống. Thế nhưng Blast vẫn biết đường tới đây để giải cứu Tatsumaki. Blast cũng không hề giải thoát hay cứu một ai khác ngoài Tatsumaki. Có thể anh ấy cũng hận thù hay muốn xóa bỏ trụ sở này. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Blast lại biết đến nơi này để cứu Tatsumaki? Cái này thì chúng ta có thể nghĩ tới trường hợp Blast đã từng đọc qua hồ sơ của Tatsumaki khi còn ở trong trụ sở này. Những bản hồ sơ sẽ nói lên hết những câu chuyện cũng như nguyên nhân và lai lịch của các vật mẫu thí nghiệm khi được mang tới đây. Và một cô bé tội nghiệp bị bố mẹ rao bán ít nhiều đã gây ấn tượng với Blast, nên chuyện anh ấy biết cô mạnh mẽ cũng là đúng mà thôi. Khi phân tích tới đây thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng để xét câu thoại mà Blast nói với Tatsumaki, để em có thể nhớ về nó ở tương lai sau này, khi thời khắc đó tới thì đừng trông đợi ai sẽ đến cứu em. Nếu biết về gia đình lai lịch sức mạnh của Tatsumaki thì giả thuyết này nghe có vẻ thuyết phục, nhưng ý nói của câu trên có nghĩa là Blast còn biết nhiều hơn thế. Vì sao khi nói về sức mạnh của Tatsumaki, Blast lại căn dặn cho cô biết về tương lai, đừng trông đợi ai đến cứu? Ý anh ấy có phải là trông đợi chính anh hay không? Để hiểu hơn thì chúng ta hãy cùng đến với giả thuyết tiếp theo nhé. Giả thuyết Blast đến từ tương lai. Chúng ta có thể thấy Blast biết rất nhiều về Tatsumaki, từ chuyện gia đình của cô, bố mẹ, em gái và cả sức mạnh thực sự của Tatsumaki. Mặc dù Tatsumaki đã cố kiềm hãm sức mạnh của chính mình để thoát thân khỏi trụ sở nghiên cứu, nhưng trong cuộc hội thoại, Blast đã thể hiện sự tin tưởng vào sức mạnh của cô, như khẳng định Tatsumaki là một cô bé sở hữu năng lực ngoại cảm mạnh mẽ. Ví dụ như câu anh nói, sao em không sử dụng sức mạnh của mình? Mặc dù Tatsumaki đã nói dối rằng sức mạnh siêu nhiên của em không thể dùng được, và Blast đã nói rằng nói dối là không tốt đâu. Không thể tranh cãi gì về vấn đề này, Blast đã biết khá rõ sức mạnh của nữ năng lực xa. Và chỉ có thể, anh ấy đến từ tương lai, anh ấy đã biết hết các sự kiện sẽ xảy ra nên đã dặn dò cô bé vào thời khắc đó, có nghĩa là chính thời khắc khi mà Tatsumaki đối đầu với Psykos Orochi. Và việc Blast tìm tới trụ sở này cũng là vì mục đích giải cứu một anh hùng mạnh mẽ, để sau này Tatsumaki sẽ gánh vác trọng trách của một anh hùng, giải cứu dân chúng. Cho dù sức lực đã dần hết cạn thì Blast cũng không thể đến đó để cứu Tatsumaki. Sang giả thuyết này lại hợp lý hơn hẳn, vì nó đã giải thích ý nghĩa của các câu thoại, đưa ra một lý do chính xác và xác thực nhất để cứu Tatsumaki. Vậy thì khối lập phương anh cầm trên tay có ý nghĩa gì? Giả thuyết khối lập phương giúp Blast biết về Tatsumaki. Để bổ sung giả thuyết vừa rồi, chúng ta nên tìm hiểu khối lập phương có liên quan gì đến câu chuyện giải cứu Tatsumaki hay là không. Mình nghĩ với cách vẽ, diễn tả khối lập phương ở hai khung hình và có hai khung hình zoom cận thì có thể ý là tác giả muốn nhấn mạnh rằng Blast biết nhiều về Tatsumaki có liên quan tới vật thể lạ này. Ở hai giả thuyết trên, Blast chỉ tình cờ và Blast đã từng bị tạm giam tại trụ sở nghiên cứu, có cơ hội biết câu chuyện về cô bé này thì hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng nếu anh đến từ tương lai thì sẽ dễ chấp nhận hơn đúng không? Và theo như mình nghĩ, khối lập phương đã giúp anh biết nhiều về Tatsumaki. Anh biết đến những sự kiện tiếp theo khi ở một ngày nào đó, cô bé này sẽ gánh mình với một trọng trách to lớn. Có thể đấy mới là lý do Blast biết đến Tatsumaki, nên anh mới cất công đi tìm đến trụ sở và giải cứu cho cô. Và tại sao ở hiện tại anh không đến cứu Tatsumaki nhỉ? Hãy nhìn vào đoạn hội thoại này, anh cũng có một công việc rất đàng hoàng khác. Có thể trong lúc trái đất gặp nguy, Blast đã bận rộn với công việc mà anh từng kể đến. Thế nên Blast đã gửi lời căn dặn như cách mà anh trao niềm tin của mình vào cô bé Tatsumaki. Cho đến sau này, khối lập phương xuất hiện tại thời điểm hiện tại, trong chapter 185. Trong lúc Flashy, Saitama và quái vật Manako đang cố gắng cứu nguy cho thanh kiếm của Flash, không biết vô tình hay cố ý, mà khối lập phương lại xuất hiện ở đây. Với những gì tác giả Murata viết về vật thể này thì có vẻ như nó mang trọng lượng rất là nặng nề, không thể nào cầm nắm nó được một cách đơn giản. Manako đã cố gắng lắm nhưng không thể nào nhấc nó nổi lên khỏi mặt đất, trong khi đó Saitama đã cầm rất nhẹ nhàng và anh thậm chí còn không quan tâm đến nó. Kết luận. Và đây là những giả thuyết lý giải tại sao Blast cứu Tatsumaki, mặc dù vẫn chưa được tác giả kể hết. Nhưng có thể khối lập phương là công cụ giúp anh hùng hạng 1 cấp S biết nhiều đến vậy. Và phần nào cũng giải quyết được một chút thắc mắc khi Blast tuyên đoán về một sự kiện xảy ra có ảnh hưởng rất lớn cho cả người dân và Hiệp hội Anh hùng và cả trái đất. Ít nhất thì chúng ta cũng có thể hiểu hơn là Blast có lý do mà anh không xuất hiện ở những trận chiến lớn như thế này. Dù đã báo với Snitch là anh sẽ xuất hiện khi trái đất gặp nguy, Blast có vẻ đang bận rộn với công việc gì đó. Vậy Blast có biết sự tồn tại của Saitama không? Mình nghĩ nếu biết thì chắc anh ấy không đến cứu Tatsumaki đâu, mà anh sẽ lôi ngay thanh niên thất nghiệp Saitama ra để tập luyện, rồi căn dặn về những chuyện trong tương lai. Dù gì thì đây cũng là những giả thuyết của mình, và câu chuyện sẽ trôi về đâu thì chúng ta hãy cùng đón xem những chapter tiếp theo để tìm hiểu nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.